Một lần nữa, Diễm Loan và đại úy Nguyễn Tuấn Anh lại gặp gỡ với tất cả quý vị trong chương trình Văn hóa Giao thông. Thưa quý vị, đến với chương trình của chúng ta thì quý vị cũng thấy đó, mỗi tuần lại có một cái câu chuyện khác nhau. Nhưng mà tất cả đều sẽ xoay quanh cái việc là lưu thông như thế nào cho an toàn. Và khi mà chạy xe thì ngoài cái việc chạy thẳng ra thì quý vị sẽ thấy là cái chuyện mà chúng ta quẹo cua nè, cái chuyện chúng ta quay đầu xe nè, rồi rẽ trái rẽ phải á, là một trong những cái nguyên nhân có thể gây ra tai nạn giao thông và có thể khiến cho quý vị vi phạm luật. Vậy thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn trong chương trình ngày hôm nay. Và Tuấn Anh ơi, anh đã sẵn sàng để có thể theo dõi chương trình chưa ạ? Lúc nào anh cũng sẵn sàng cùng với Diễm Loan, cùng với quý vị khán giả đến với các tiểu phẩm chương trình ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta sẽ đến với câu chuyện của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Nhớ lại coi chứ chạy tới chạy lui nãy giờ 80 phận rồi mà tìm chưa ra cái chỗ là sao. Trời ơi, ông mình đang lo cho anh lớn. Mới có 2 phận rồi mà ông cho 80 phận à. Có tiền đó chẳng qua chị ta chỉ kỹ tôi đường rõ ràng á, nhưng mà tại vì đây nó thay đổi quá mình không nhìn ra. Cái trời đất, có thấy không? Bà bây giờ cũng lỏng cẩm, đừng nói chuyện tới tôi. Thở ra cái bà nói tôi là thiếu gì hết. Trời ơi, chạy có chút xíu à, nhăn hoài à. Đúng vậy. Về đi cho ăn vô nữa. Đúng. Nè, biết đâu có chỗ mình mới qua, bây giờ quay đầu lại thôi, thấy không? Quay nữa hả? Ừ. Để tôi chạy lên trên, tôi quay lại. Ui, quay lại đi, mệt lắm, chạy lên trên nó trễ rồi. Đúng quay lại đi. Mệt quá. Quay. Con chạy gì kỳ cậu chị? Con có suy nha đàng hoàng mà. Chú mới là kỳ đó. Con chạy vậy là đúng mà. Chú quẹo qua đây là chú sai đó. Cái gì? Vợ chồng tôi biết luật chạy xe mà. Con không biết đâu. Xe con hư rồi đó. Cô chú lo mà đền cho con đi. Tôi không sai. Tôi không đền. Đúng rồi. Không sai không về. Không sai không đền. Cô chú không đền đó. Con kêu công an tới. Cái gì? Hù tôi hả? Kêu công an hả? Bây giờ nói tôi sai phải không? Bây giờ cô chứng minh đi. Chứng minh nhân dân đi. Quên, chứng minh thôi. Ừ. Đây, con chỉ cho con cái này. Dạ, chưa, trời đất ơi, tôi tưởng con chứng minh cái gì. Cái tấm bảng này, tấm bảng chỉ cấm cầu cá này. Nè, hình cái lưỡi câu này, tôi có một làn gạch ngang. Cấm cầu cá. Ông tầm bậy dữ mà. Cái này mà cấm cầu cá, ở đây có sông Hồ rồi cấm cầu cá. Cái này là cấm hái trái cây. Cái này nó giống cái cùng nèo nhà tôi thấy móc và tôi thấy cái sòi á. Bà đúng. Trong câu chuyện này thì rõ ràng là cái cô bé học sinh tuy là còn nhỏ tuổi nha, nhưng mà em thấy là lời nào cũng chắc nịch luôn á. Cổ khẳng định á, là hai ông bà này sai rồi, quẹo như vậy là sai rồi, quay đầu như vậy là sai rồi và sẽ phải đền cho cổ. Ở đây thì em cũng thấy khá là hợp lý, bởi vì rõ ràng là mình có cái bảng cấm ở phía trước rồi đúng không anh? Nhưng mà em thắc mắc như vậy nè, là có bảng cấm thì không được quay đầu, nhưng ví dụ bây giờ không có bảng cấm ở chỗ đó thì hai ông bà quay đầu xe như vậy là có phạm luật không ạ? Riêng cái câu hỏi Diễm Loan tức là tại nơi không có biển báo cấm quay đầu xe thì chúng ta quay đầu xe như thế nào là đúng quy định? Thì những cái điều này thì phải nói là cái việc quay đầu xe cũng là một trong những cái tình huống giao thông nó khá nguy hiểm. Bởi vì nếu thực tế nếu mà quay đầu xe mà không quan sát nè, quay đầu xe tại những nơi mà đông đúc xe cộ lại mà không có sự chúng ta không tìm hiểu về những cái quy định á thì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông hoặc là ùn tắc giao thông. Thì cụ thể thì luật giao thông đường bộ quy định rất là rõ ràng. Cái việc quay đầu xe chỉ bị nghiêm cấm trong trường hợp là thứ nhất á là nơi có biển báo cấm quay đầu xe. Như là trong tình huống vừa rồi của tiểu phẩm. Cái thứ hai là nơi có đoạn đường cong có tầm nhìn bị che khuất. Và quay đầu xe thì nó gây ra nguy hiểm giao thông, nguy hiểm với tham gia giao thông. Cái thứ ba nữa là không được quay đầu xe trên cầu, đầu cầu hay là trong hầm giao thông đường bộ. Và không được quay đầu xe trên đường cao tốc và nơi đường giao với đường sắt. Thì ở địa bàn tỉnh chúng ta thì không có đường cao tốc cũng như không có đường sắt. Thì quý vị khán giả lưu ý là không được quay đầu xe nơi có biển báo cấm nè, không được quay đầu xe trên cầu, trong hầm đường bộ và không được phép quay đầu xe ở những nơi có tầm nhìn bị che khuất. Như vậy thì cũng không có quá khó nhớ đúng không quý vị? Cái quan trọng là mình phải quan sát thật là tích cực để chúng ta có thể quay đầu xe an toàn. Chứ còn nhiều khi cứ nói là
Tôi bật đèn xi nhan rồi, những người phía sau phải nhường cho tôi. Chứ chắc đâu, nhiều khi họ cũng đang có những cái vấn đề cá nhân nào đó, họ không có tập trung thì tai nạn vẫn có thể xảy ra ạ. Và nếu mà nói về cái biển cấm ngoài đầu xe thì em có cái thắc mắc này. Thật ra đó là bạn bè em cũng hỏi em luôn á, mà em không biết trả lời. Nên là hôm nay em nhận Tuấn Anh trả lời giùm em. Em thấy có cái biển cấm quay đầu xe, nhưng mà thực chất ra quý vị thấy là khi mà chúng ta quay đầu xe thì chúng ta phải rẽ trái trước đúng không? Rồi chúng ta mới quay ngược lại đúng không ạ? Như vậy có cái biển cấm quay đầu xe, mình có được rẽ trái không? Và ngược lại thì mình thấy có cái biển là cấm rẽ trái. Vậy thì cấm rẽ trái, em quay đầu chứ không phải em rẽ trái, vậy em có đi được không? Có lẽ là Vinh Lo thường xuyên tham gia các chương trình giao giao thông nên bạn bè cũng thường hay thắc mắc vấn đề này. Dạ, đúng rồi đó. Bản thân anh cũng vậy, thì có nhiều người thân như bạn bè anh khi mà họ đi xa hay họ đi những tham gia giao thông á thì họ thường xuyên điện về hỏi. Thế nên là bây giờ á, nếu đi trên các đoạn đường có biển báo cấm quay đầu xe thì có được phép rẽ trái hay không? Đúng. Và trên những đoạn đường cấm rẽ trái thì mình muốn quay đầu xe có được hay không? Nếu chúng ta tham gia giao thông ngoài đường, chúng ta thấy một cái biển cấm quay đầu xe thì chỉ cấm quay đầu xe thôi, không cấm rẽ trái. Còn nếu có thấy bảng cấm rẽ trái thì chúng ta không được phép quay đầu xe, đơn giản thế thôi. Rồi. Chỉ chú ý cái bảng cấm rẽ trái, lưu ý một điều khi đã cấm rẽ trái thì tuyệt nhiên cấm việc quay đầu xe. Em thấy cũng hợp lý, bởi vì nếu mà mình quẹo qua như vậy rồi mình cũng cua ngược lại thì ở những cái nơi mà đã có cái tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, những cái khúc đường cong hoặc là những cái nơi mà người ta đã nghiên cứu trước và những vụ tai nạn đã xảy ra rồi thì thôi mình cứ tuân thủ đúng luật ạ. Không được rẽ trái là không được quay đầu. Đúng nhớ rồi. Như vậy nha. Và cũng muốn chia sẻ thêm với Diễm Loan cùng tất cả quý khán giả luôn. Một mặt ta chấp hành quy định của pháp luật về cái việc quay đầu xe. Một cái thứ hai nữa, đây là một cái kinh nghiệm mà cũng muốn chia sẻ luôn. Tức nghĩa là khi quay đầu xe chúng ta phải chú ý một số việc như thế này. Việc quay đầu xe cũng xem như là một cái tình huống khá là phức tạp khi tham gia giao thông. Nó đòi hỏi một số kỹ năng cơ bản. Ví dụ như là bây giờ muốn quay đầu xe, đầu tiên thì ta phải giảm tốc độ lại. Chúng ta phải quan sát. Chúng ta phải chú ý ở phía sau chúng ta có xe hay không, phía trước chúng ta có xe hay không, để chúng ta là có thể là thực hiện cái việc quay đầu xe cái an toàn. Và lưu ý một điều là phải có tín hiệu. Ví dụ chúng ta quay đầu xe, chúng ta phải mở đèn tín hiệu lên để các phương tiện khác họ quan sát tới cái tín hiệu này, họ sẽ nhường đường chúng ta. Và đảm bảo khi quay đầu xe thì chúng ta chấp hành tất cả quy định về khi quan sát, khi chuyển hướng quay đầu và có mở đèn tín hiệu thì sẽ đảm bảo việc an toàn cho giao thông. Dạ, nghe cái việc quay đầu xe thôi tưởng là nó đơn giản, ngày nào chúng ta cũng có thể sẽ thực hiện nó, nhưng mà đâu ngờ nó sẽ là nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn đó quý vị. Nên là mình phải cẩn trọng. Nếu như quý vị vẫn chưa biết là mình sai thì quý vị ơi, mình cập nhật thêm nữa nha, là nếu như mình vi phạm lỗi quay đầu xe thì mình sẽ phải chịu chế tài của pháp luật như thế này đây ạ. Dạ, em mời anh ạ. Đối với cái hành vi mà quay đầu xe ở những nơi mà có biển báo cấm quay đầu và là vi phạm ở những trường hợp mà anh đã chia sẻ lúc nãy á, thì đối với người khiển xe mô tô thì mức xử phạt sẽ từ là 80 đến 100 ngàn đồng. Còn đối với người điều khiển xe ô tô thì mức xử phạt là từ 300 đến 400 ngàn đồng. Ngày hôm nay thì nghe qua những cái thông tin được chia sẻ từ Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, có lẽ là quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái hành vi quay đầu xe mà vi phạm luật của chúng ta, nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là đáng tiếc đến như thế nào. Và do đó thì bất kỳ một cái việc chúng ta điều khiển xe khi mà chúng ta thấy là nguy hiểm thì quý vị nên chậm lại. Nói chung là mình cứ giảm tốc độ, từ từ chậm lại, rồi mình nhìn quan sát xung quanh xem là có biển báo hay không. Nếu không có biển báo cấm thì từ từ chúng ta di chuyển và quay đầu xe, kết hợp với việc là mở đèn tín hiệu để xin đường quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Loan xin phép được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu cập nhật thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong tuần vừa qua. Xin được mời biên tập viên của chương trình ạ. Xin chào MC Diễm Loan và Đại úy Nguyễn Tuấn Anh. Chào quý vị khán giả. Một tuần lại trôi qua, hôm nay Quỳnh Như rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Văn hóa Giao thông. Đầu tiên, Quỳnh Như xin điểm qua một số thông tin về tình hình giao thông xảy ra trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép không xảy ra. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến luôn được đảm bảo thông suốt và an toàn. Về tình hình tai nạn giao thông, xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết, 1 người bị thương, điển hình như sau. Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 năm 2019, tại quốc lộ 22 thuộc ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, ông Đoàn Thái Hùng, sinh năm 1971, ngụ tại phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển số 51C27775, kéo theo sơ mi rơ móc biển số 51R06358, đi từ ngã tư Gia Bình về hướng thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng.
Khi đi đến khu vực trên thì va chạm với xe mô tô mang biển số 70G1-30971 do ông Nguyễn Văn Khiếu, sinh năm 1971, ngụ tại xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả làm ông Khiếu bị thương. Nguyên nhân do ông Đoàn Thái Hùng điều khiển xe ô tô đầu kéo chuyển hướng nhưng không nhường đường cho xe đi ngược chiều. Về công tác tuần tra kiểm soát, trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 1.458 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 225 trường hợp vi phạm lần đầu với những lỗi vi phạm không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu mà người tham gia giao thông thường vi phạm là uống rượu bia điều khiển phương tiện 378 trường hợp vi phạm, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô 84 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 136 trường hợp, chạy ngược chiều 137 trường hợp và không đội mũ bảo hiểm 81 trường hợp. Về công tác xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 927 trường hợp vi phạm, trong đó có 170 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 10 trường hợp vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, tước giấy phép lái xe có thời hạn 25 trường hợp đối với xe ô tô, 176 trường hợp xe mô tô, tạm giữ 52 xe ô tô và 472 xe mô tô. Về công tác tuyên truyền, trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện đối với xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô. Theo kế hoạch, đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh diễn ra từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 14 tháng 9, 2019. Cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa phương tiện. Lực lượng thường xuyên có mặt trên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây tai nạn giao thông nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép, nhất là trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2019-2020. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển xe mô tô, xe ô tô chở khách, xe taxi, ô tô vận tải và xe container vi phạm các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông trên các tuyến đường như tuyến quốc lộ 22 đoạn từ suối sâu An Tịnh Trảng Bàng đến cửa khẩu Mộc Bài Bến Cầu, tuyến quốc lộ 22B đoạn từ vòng xoay Gò Dầu đến cửa khẩu Sa Mát Tân Biên, tuyến tỉnh lộ 782-784 đoạn từ ngã ba Gia Lộc Trảng Bàng đến cầu K13 Dương Minh Châu, tỉnh lộ 781 đoạn từ cầu K13 Dương Minh Châu đến đập chính Hồ Dầu Tiếng Dương Minh Châu, tỉnh lộ 785 đoạn từ cầu K21 thành phố Tây Ninh đến thị trấn Tân Châu và các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ khác. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tụ tập chạy xe tốc độ cao, biểu diễn lạng lách đánh võng, chủ động phát hiện và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên tuyến giao thông. Kính thưa quý vị, bản tin trật tự an toàn giao thông xin phép được khép lại. Mời quý vị tiếp tục chương trình cùng với MC Diễm Loan và đại úy Nguyễn Tuấn Anh. Thưa quý vị, tuần vừa qua thì chương trình đã nhận được một số những cái câu hỏi có liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay là cái việc quay đầu xe. Vì vậy chúng tôi xin phép là sẽ trích ra một cái ý chung chung từ rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị. Và quý vị nào mà đã đặt câu hỏi tương tự như thế này thì chúng ta cùng nghe câu giải đáp luôn ạ. Thưa anh Tuấn Anh, câu hỏi như thế này ạ. Khán giả nói là tôi có người thân quay đầu xe và gây tai nạn giao thông cho người khác. Vậy thì khi bị xử phạt thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Có thêm những hình thức bổ sung gì nữa ngoài cái việc là bị xử phạt tiền hay không? Thì cái việc mà hình thức phạt bổ sung được quy định rất là cụ thể trong Nghị định 46 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể là nếu mà người vi phạm về cái lỗi quay đầu xe đó ở những khu vực cấm mà gây tai nạn giao thông cho người khác thì ngoài hình thức phạt tiền còn có áp dụng hình thức phạt bổ sung. Và cụ thể hình thức phạt bổ sung đây là cái tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn. Và cụ thể trong trường hợp này nếu mà điều khiển xe mô tô á vi phạm việc quay đầu thì phạt hành chính từ 80 đến 100 ngàn đồng, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là từ 2 đến 4 tháng. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận những câu hỏi của quý vị thông qua địa chỉ sau đây. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, số 1 đường Trường Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và địa chỉ email của chương trình tmbc67a@gmail.com. Nhớ để lại họ tên và cả số điện thoại để chúng tôi tiện liên lạc quý vị nhé.
Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông điệp của chương trình ngày hôm nay để có thể kết lại chương trình thưa quý vị. Nếu như quý vị nào thường xuyên chúng ta lưu thông trên đường thì hãy luôn luôn nhớ rằng an toàn giao thông, hạnh phúc của mọi nhà. Còn bây giờ thì Diễm Loan và Đại úy Nguyễn Tuấn Anh xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình. Hãy mở TV, đón xem, đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.